ơn rất là nhiều. Xin được cảm ơn anh trai Hiếu Hảo, một người anh rất tuyệt vời. Quý vị đã biết rằng là cửa hàng Hiếu Hảo có khắp trên toàn cả nước. Vâng ạ, rất uy tín, chất lượng. Hy vọng anh sẽ mở được rất là nhiều chi nhánh nữa để phục vụ cho bà con và để Lâm Trần Huy được về phục vụ cho quý vị. Cảm ơn anh đã cho Huy được có duyên gặp được tất cả quý vị. Không biết nói gì hơn, thay mặt cho gia đình, cha mẹ và những người con miền Trung đang sống lác đác tại đây, một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Hôm nay quê của Huy đang bị lụt đấy ạ. Ok, ca khúc đầu tiên xin gửi đến quý vị là một sáng tác của nhạc sĩ Lý Hồ Nam. Ca khúc này rất hay, được quý vị ủng hộ trong suốt thời gian 15 năm qua. Ca khúc nói về đồng tiền. Bạn bè, vợ chồng mất nhau cũng vì tiền, nhưng mà đặc biệt người dân nơi đây tại thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên thì không bao giờ như vậy cả. Ca khúc có thể đề nước mắt nhìn đời, vỗ tay lật lên được quý vị nào. Ok, ai thuộc bài này hát nhá. Cảm ơn anh trai âm thanh, trang lớn nhạc. Dòng đời đúng nhau bao chén vì chưa tiền, bạn bè xa lạ yêu thương phôi phai cũng với tiền. Sống có khi đụng chạm cũng giống như con người, dù thật thế đâu chắc mãi không giàu sang. Đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường, rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn. Anh có qua cuộc chơi mới hướng ra sự đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đứng trên sân khấu và cùng sóng ca một bài. Đấy, quý vị cho là về phòng mà anh chuẩn bị một tràng vỗ tay lớn được quý vị. Hôm nay anh em vừa đi quay một MV suốt từ sáng đến giờ cũng rất là mệt. Đấy, nhưng mà đến đây thấy được quý vị ở đây rất là vui nên là hai anh em lên sau khi sóng ca cũng hình bài. Đấy, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn em trai. Xin mời chiếc xe ô tô 20A 298 86. Ai là tài xế chạy ra ngoài giùm ạ? Ok. Và bây giờ quý vị ơi, ôi dồi ôi, chú chào con. Chú năm nay mới 18 tuổi thôi. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cho anh xin như vậy cho trẻ. Những người mà hâm mộ anh như bây giờ đã lấy vợ lấy chồng hết rồi. Cảm ơn các em, cảm ơn các cháu, cảm ơn các con, cảm ơn quý vị. Ca khúc vừa rồi là Ngước Mắt Nhìn Đời, và bây giờ một ca khúc tiếp theo xin gửi đến quý vị là một ca khúc như quý vị đã biết thì hiện nay miền Trung là đang bị lụt rất là nặng, và tất cả những người dân miền Trung có những người đã lên trong nhà ngồi. Dạ. Và trong đó có người thân của chính Lâm Trần Huy. Đó là một niềm đau và nỗi xót xa rất là lớn với những người con tha phương như Lâm Trần Huy ở tại Sài Gòn, và đặc biệt là những người con tha phương ở tại miền Bắc của chúng ta, những người con đang lưu lạc, dạ, những người con miền Trung. Các khúc này, các khúc này là một ca khúc nói về tình đồng bào. Quý vị hãy nghe ca khúc này và hãy chia sẻ cho những người con miền Trung đang rất là khó khăn vất vả. Ca khúc với tựa đề
miền Trung máu chảy ruột mềm, vỗ tay thật lớn quý vị nào. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Anh Tùng Linh ơi, miền Trung ơi, biết đến khi nào lòng con không thổn thức, biết đến bao giờ lòng con thể ông mơ. Cứ mỗi lần con nghe hồn tên đất mẹ quặn thắt lòng, con đừng nghe không yên. Miền Trung đã bao đời vất vả, xin ơn trời thương xót miền quê con. Hãy đồng bào ơi, hãy đồng bào ơi, giữ
Cảm ơn các con. Ok, các con đi xuống nha. Kính thưa quý vị, ca khúc vừa rồi là Miền Trung Máu Chảy Ruột Mềm. Cảm ơn mọi người. Thay mặt cho những người con miền Trung, xin được cảm ơn các anh chị Mạnh Thường Quân đã hướng về nơi đó, hướng về quê của Lâm Trấn Huy và hướng về cha mẹ của Huy. Cảm ơn mọi người. Không biết nói gì hơn, xin cảm ơn mọi người một lần nữa đã cho Huy ở lại trong trái tim quý vị trong suốt 20 năm qua. Và bây giờ bình thường hãy lên nóc nhà. Ở trong miền Trung là lên nóc nhà rồi, bây giờ lên nóc nhà tiếp phải không? Ok, quý vị thích nghe tình anh em hay là mong kiếp sau vẫn là anh em? Mong kiếp sau vẫn là anh em trước nha.